Con người chỉ cần có khởi niệm, không luận là khởi niệm này là thiện hay là ác, hoặc là không ý thức. Không ý thức chính là không thiện, không ác. Có niệm thì có tạo tác. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều là thuộc về tạo tác. Có tạo tác thì nhất định có quả báo. Vận mệnh này chính là từ chỗ đó mà ra. Do đó, chỉ cần có niệm thì có vận mệnh, thì là có số. Cho nên gọi xem tướng đoán mạng, có thể xem được rất chuẩn xác. Đạo lý chính ở chỗ này. Sự thật và lý luận đây, các đồng tu nếu như có đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn. Liễu Phạm Tứ Huấn lúc trước chúng ta đã từng giảng qua rất nhiều lần. Trong quyển sách nhỏ này thì đã giảng được rất rõ ràng, rất thấu đáo. Thế nhưng sau khi chúng ta học Phật rồi, cùng với cái nhìn và tâm trạng của lúc trước không giống nhau. Ngày xưa chúng ta nghĩ đến vận mệnh, cải tạo vận mệnh phần nhiều là hạn định ở một đời, hoặc là đến đời sau. Hay nói cách khác, không hề nghĩ đến muốn ra khỏi luân hồi. Sau khi học Phật rồi, chúng ta mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra, sáu cõi đều không phải là chân thật. Sáu cõi đều là hư vọng. Như vậy, chúng ta mới hiểu được phương pháp cải tạo vận mệnh. Tốt nhất là từ ở trong kinh luận chúng ta hiểu được đạo lý để cải tạo, cùng với chân tướng của sự thật. Tất cả kinh luận mà Thế Tôn đã nói 49 năm, tóm lại mà nói, đều không ngoài phạm vi của đề mục này. Thế nhưng trong rất nhiều kinh luận đã nói, ở trên mặt lý luận đương nhiên là không sai, nhưng trên thực tế chúng ta có năng lực làm đến được hay không, hoặc là chúng ta y theo phương pháp lý luận này mà làm, có thể đạt đến hiệu quả cải tạo hay không? Những điều này đích thực là có rất nhiều vấn đề, rất nhiều nghi vấn bày ra ở trước mắt chúng ta. Chúng ta đều có thể nhìn thấy được, đều có thể nghe thấy. Rất nhiều người học Phật, có mấy người xoay chuyển được vận mệnh của chính mình.
có mấy người giống như trên kinh điển đã nói có được hiệu quả thù thắng chứ? Những nguyên nhân này là do đâu vậy? Nguyên nhân không ở lý luận. Lý luận nhất định là chính xác. Nguyên nhân cũng không ở phương pháp. Rốt cuộc thì do đâu? Phật đã nói rất tường tận. Do chính mình có nghiệp chướng, đã chướng ngại sự tu học của chúng ta. Thế là cũng chướng ngại luôn hiệu quả thù thắng. Vậy thì nghiệp chướng rốt cuộc là cái gì? Chúng ta nên đem cái danh từ này, hàm ý của nó phải hiểu cho rõ ràng. Nghiệp chính là tạo tác. Ngay lúc chúng ta tạo tác thì gọi đó là sự nghiệp. Bạn đang làm là việc gì? Kết quả của sự việc này thì gọi là nghiệp. Mà cái nghiệp này nhất định khởi lên các chướng ngại. Vậy thì cái chướng ngại của nó là gì? Chướng ngại tự tánh. Trong nhà Phật thường gọi tâm tánh. Tâm tánh chúng ta đã nghe được rất nhiều, nghe đến nỗi quá quen thuộc. Thế nhưng đối với hàm ý của tên gọi này luôn là rối bời lộn xộn mà không hiểu được rõ ràng. Tu học như vậy cũng sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nhất định phải hiểu cho thật thấu đáo, thật rõ ràng. Tâm tánh đơn giản mà nói chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là một việc. Chân tâm là tâm thanh tịnh. Bổn tánh là tánh bình đẳng trong lòng chúng ta. Hôm nay có bất bình đối với người, đối với vật, đối với sự việc, đây chính là tánh đức của chúng ta đã có chướng ngại. Nó vốn là tánh bình đẳng, hiện tại chúng ta nhìn thấy đều là bất bình, vậy thì đã có chướng ngại rồi. Trong lòng chúng ta bị ô nhiễm. Những ô nhiễm này thì sao? Rất là rõ ràng. Tham, sân, si mạn là phiền não. Phiền não làm ô nhiễm tâm thanh tịnh. Thế nên vận mệnh của chúng ta vốn dĩ là vận mệnh tốt đẹp nhất. Là vận mệnh thù thắng nhất. Hiện tại đem vận tốt của chúng ta đổi thành vận xấu. Vận xấu thì phải luân hồi trong sáu cõi. Vận tốt chính là thành Phật, thành Bồ Tát. Đó là đem bản tánh biến thành tình trạng hiện tại bây giờ của chúng ta. May mà
Phật đem cái chân tướng sự thật này nói rõ cho chúng ta nghe. Cái biến đổi của chúng ta chỉ là hiện tượng mà thôi. Còn bổn tánh thì tuyệt nhiên không tùy theo hiện tượng mà thay đổi. Đây là điều an ủi rất lớn cho chúng ta. Hiện tượng có 10 pháp giới, thế nhưng trong tâm tánh không có 10 pháp giới. Việc này các vị nên biết. Có 10 pháp giới là chúng ta đã bị mê. Sau khi bị ô nhiễm mới sanh ra cái hiện tượng này. Những hiện tượng này Phật đã nói rồi, đó là giả tướng, nó không phải chân thật. Cũng giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, phàm hệ có tướng đều là không thật có. Vậy thì cái tướng không thật này cùng 10 pháp giới đều không ra khỏi cái định luật này. Trong 10 pháp giới bao gồm pháp giới Phật. Pháp giới Phật cũng là hư vọng, cũng không thực tại. Có lẽ chúng ta nghe tới đây sẽ hoài nghi, vì sao cõi Phật cũng có hư vọng nữa? Đúng vậy, Phật trong 10 pháp giới là Phật ở ngay trong tương đối mà nói, không phải là tuyệt đối, chỉ là tương đối. Tương đối thì không phải là chân thật. Vậy thì cái chân thật là gì vậy? Phật chân thật ở trên kinh cũng có nói Phật. Thế cho nên Phật ở đây, Tông Thiên Thai nói Phật có 4 loại Phật. Cái giáo này có 4 loại giáo: Tạng, Thông, Biệt, Duyên. Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, Phật của Biệt giáo đều là Phật của 10 pháp giới, không phải chân thật. Phật chân thật chỉ có Phật của Duyên giáo. Phật của Duyên giáo không thuộc về 10 pháp giới, không thuộc về 10 pháp giới. Vậy thuộc về đâu? Thuộc về pháp giới nhất chân, mà trong Kinh Đại Thừa đã nói siêu diệt hơn 10 pháp giới. Ở pháp giới nhất chân mới là thật, đó không phải là hư vọng. Ngoài pháp giới nhất chân, trong 10 pháp giới này đều là hư vọng, đều không phải là chân thật. Cho nên cái này là sau khi mê sanh ra những hiện tượng này. Vậy thì Phật dạy cho chúng ta, chỉ cần chúng ta phá mê, tự nhiên liền sẽ khai ngộ. Phá mê chính là phá trừ mê tình của 10 pháp giới. Có như vậy mới có thể chứng được pháp giới nhất chân. Đây là chân chánh cải tạo vận mệnh, triệt để cải tạo vận mệnh, cứu cánh cải tạo vận mệnh. Chỉ có Phật ở trong Kinh Đại Thừa giảng giải rất rõ ràng, rất tường tận. Kinh điển Đại Thừa rất nhiều, phương pháp cũng rất nhiều, gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Mỗi một pháp môn đều có thể đạt đến mục tiêu cứu cánh viên mãn.
Thế nhưng theo sự mà nói, nghiệp chướng, tập khí, mỗi người chúng ta đều không giống nhau. Thế cho nên tu hành sẽ có khó hay dễ khác nhau. Theo thời mà nói, nếu muốn chân chánh đạt đến mục tiêu tu học của chúng ta, cần phải ở ngay trong một đời này thành tựu. Đời này ta không thể thành tựu, ta vẫn hy vọng đến đời sau. Đời sau không thành tựu thì lại nghĩ đến đời sau nữa. Phương pháp tu hành như vậy rất là mù mịt. Ở đây chúng ta mỗi một vị đồng tu đều đã từng trải qua quá trình này, cũng giống như Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Vì chúng ta mà nói, chúng ta học Phật, chúng ta tu hành, không phải chỉ mới bắt đầu mấy năm. Có lẽ có vị đồng tu nói, tôi tiếp xúc Phật Pháp vẫn chưa lâu, vừa mới được biết. Vừa mới được biết mà bạn liền có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ. Vậy thì thật hiếm có. Bạn đời này vừa mới được biết là trong đời quá khứ của bạn đã tiếp xúc qua. Cái này trong Phật Pháp gọi là bạn có túc căn. Bạn có túc căn. Đời quá khứ bạn có cái nhân này. Trong quá khứ còn có quá khứ. Đích thực là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều đã từng tiếp xúc qua Phật Pháp, đều đã từng tu học Phật Pháp. Thế nhưng đều chưa thành tựu. Đó chính là bởi chúng ta hy vọng đời này không thành thì vẫn có đời sau, đời sau không thành thì vẫn có đời sau nữa. Từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới ta phải thành tựu ở ngay trong đời này. Có thể thành tựu ở ngay trong đời này không? Nhất định có thể. Trong Kinh Đại Thừa đã nói, đều là đời này thành tựu. Như Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đại biểu một đời thành tựu. Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa đại biểu một đời thành tựu. Đây là đại từ bi của Thế Tôn vì chúng ta khai thị pháp môn này. Nhưng mà chúng ta đích thực không phải là căn tánh của Thiện Tài Long Nữ. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất sâu nặng, cũng chính là nói rõ họ ở ngay trong một đời có thể đoạn phiền não, có thể đoạn vọng tưởng. Chúng ta có năng lực đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng hay không? Việc này bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không có năng lực này, đó chính là nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Thế cho nên những pháp môn này ở trên phương pháp, ở trên lý luận, tuy nhiên đều không thành vấn đề. Chúng ta tu hành thì trái lại có vấn đề rất lớn. Như vậy chúng ta mới ở trong kinh điển
phát hiện ra một pháp môn đặc biệt, đó chính là pháp môn niệm Phật. Pháp môn này cứu cánh đặc biệt của nó là ở chỗ nào vậy? Nó không cần đoạn phiền não, không cần đoạn vọng tưởng, cũng có thể thành tựu. Không những có thể thành tựu, hơn nữa còn thành tựu hơn so với những thứ khác. Người trong đời này đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng thì họ còn cao hơn, còn thù thắng hơn. Việc này thật không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là pháp khó tin. Cái khó tin này không phải là người khó tin thông thường mà nói, là Bồ Tát khó tin, thanh văn duyên giác khó tin, những đại đức nghiên cứu giáo lý khó tin. Thế nhưng pháp môn này là Phật nói, nhất định không thể là giả. Phật vì chúng ta nói ra pháp môn này, đến hôm nay hơn 3.000 năm rồi. Trải qua nhiều đời, học sinh trong và ngoài nước y theo pháp môn này mà tu hành, người thành tựu rất nhiều. Có người chính mắt chúng ta nhìn thấy, có người thì chính tai nghe được. Nhất định không thể nào giả. Như đại đức thời cận đại của Tông Thiên Thai là lão pháp sư Đàm Hư, đây là vị thiện tri thức cách chúng ta gần nhất. Băng thu âm khai thị ngay trong Phật thất của cụ ấy, nơi đây chúng ta vẫn còn một quyển sách nhỏ. Luận niệm Phật là lão pháp sư giảng khai thị, pháp sư Đại Quang ghi lại. Sau cùng ngài nêu ra chứng cớ bốn vị dẫn sanh, một vị xuất gia tu du sư, vị này ở chùa Cực Lạc ở Hai Vĩ Tân dẫn sanh. Tại Sơn Đông chùa Cảm Sơn Thanh Đảo có một vị nữ cư sĩ họ Trương, có một vị cư sĩ nam cư sĩ Quách Dương Tân và em trai của ông. Đây là lão pháp sư chính mắt nhìn thấy. Ngài nói ngay trong đời của ngài tận mắt nhìn thấy, biết trước giờ chết, không hề bị bệnh, khi đi rất tự tại, có người đứng mà giảng sanh, có người ngồi mà giảng sanh. Ngài đã nhìn thấy hơn 20 người, là chính mắt nhìn thấy được. Nghe nói thì là quá nhiều, đó không chỉ là 20-30 người mà thôi, chính mắt nhìn thấy hơn 20 người. Thời xưa chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem trong giảng sanh truyện, số người quá nhiều, đó là có người ghi chép lại. Còn không có người ghi chép lại, theo tôi nghĩ so với đây không biết là nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Không có người ghi lại,
Đây chỉ là có người ghi lại. Có thể thấy pháp môn này là thật, không phải là giả. Pháp môn này khó tin mà dễ tu, gọi là dễ tu hành. Nếu như chúng ta y theo phương pháp và pháp môn này mà tu học, đó là triệt để cải tạo vận mệnh, cải tạo cứu cánh viên mãn. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, vậy hiện tại chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta có thể thay đổi được tốt hơn một chút hay không? Mọi người nghĩ xem, cải tạo triệt để, cứu cánh viên mãn. Hiện tại vì sao hoàn cảnh không tốt vậy? Vì sao không tự tại, không được mỹ mãn? Cho nên hạnh phúc mỹ mãn mới là chân thật, mà không giống như Liễu Phạm Tiên Sinh trong Liễu Phạm Tư Huấn đã nói. Đó là thực tế mà nói, đau đầu trị đầu, đau chân trị chân. Đó không phải là căn bản, không phải là triệt để. Hôm nay chúng ta tìm được phương pháp này thù thắng hơn so với ông ấy rất nhiều. Đây là vận may lớn nhất của cả đời này chúng ta. Đúng như người xưa đã nói, một ngày hy hữu khó gặp. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta ngay trong đời này gặp được rồi. Gặp được rồi, phải nên tin, nên nguyện, nên hành. Chúng ta mới chân thật đạt đến mục tiêu cải tạo vận mệnh của chúng ta. Nếu như gặp rồi mà nửa tin, nửa ngờ, không thiết nguyện, không thể chăm chỉ tu hành, vậy thì cả đời này vẫn là rỗng không. Trong pháp thế gian, nhất là hoàn cảnh hiện tại đang ở của chúng ta, có thể nói là từ trước đến giờ hỗn loạn nhất là cái hoàn cảnh này. Loạn thế mà trong nhà sử học đã nói, thiên hạ đại loạn. Tại sao loạn vậy? Chúng ta bình lặng mà quan sát căn nguyên của động loạn, thực thực tại tại chính là người cận đại đã cực lực chủ trương, đã đề xướng dân chủ tự do, mở cửa. Hậu quả của dân chủ tự do mở cửa chính là thiên hạ đại loạn. Cái này hiện tại đã nổi lên trên mặt, mọi người đều có thể thấy được. Tại vì sao vậy? Người người đều có thể đi nghĩ tưởng lung tung, người người đều có thể vọng tưởng làm càn, không có người can thiệp. Tự do dân chủ gì đó đi là căn nguyên của động loạn.
tự do ngôn luận, tự do xuất bản. Kết quả khiến cho mọi người ở trên tư tưởng, ở trên kiến giải không nơi nương tựa. Mỗi một người đều tự cho rằng là vẫn còn có thể được. Trung Quốc ở thế gian này có lịch sử văn hóa lâu đời. Giá trị chân thật của nó chính là chế độ giáo dục rất tốt. Tư tưởng của giáo dục Trung Quốc từ Hán Võ Đế, lấy nhà Nho, học thuyết của Khổng Mạnh làm thành chủ đạo giáo dục quốc dân. Mãi đến triều nhà Thanh vẫn còn tiếp nối cái tư tưởng giáo dục này. Do đó mỗi người chúng ta đối với cách nhìn của vũ trụ nhân sinh có một tiêu chuẩn giống nhau, đó chính là giáo dục của Khổng Mạnh. Tiêu chuẩn như nhau. Ngày nay chúng ta nói xây dựng cùng hiểu, toàn dân cùng hiểu. Phật Pháp đến Trung Quốc cũng là vào triều nhà Hán, ở vào thời Hậu Hán Vĩnh Minh năm thứ 10. Cách Hán Võ Đế không xa. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, khái niệm cơ bản của nó cùng với nhà Nho có thể nói là giống nhau. Còn trên phương pháp và lý luận thì vẫn là tinh túy hơn so với nhà Nho, vẫn là thấu triệt hơn. Thế cho nên rất nhanh được mọi tầng lớp người Trung Quốc tiếp nhận, mở mang rộng lớn ở Trung Quốc. Thế cho nên tiêu chuẩn của người Trung Quốc chính là tiêu chuẩn của Nho Phật. Tuy nhiên nhiều năm như vậy tới nay, trong đó có thay đổi triều đại, có động loạn. Thế nhưng cái động loạn này không lớn, thời gian không lâu, rất nhanh thì kết thúc, lại hồi phục lại sự an định. Các vị tỉ mỉ mà xem, lịch sử Trung Quốc rất là đáng quý. Đây là kinh nghiệm lịch sử, nhất định phải xây dựng trên tiêu chuẩn cộng đồng, phải xây dựng cùng hiểu. Khiến cho xã hội có thể an định, thế giới có thể hòa bình, người người đều có thể sống hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng đến thời cận đại, nhà Nho thì không cần, mà còn muốn đạp đổ luôn nhà Khổng. Phật Pháp cũng không cần đến, cho Phật Pháp là mê tín, không chịu đi nghiên cứu, không chịu đi hiểu rõ nó, liền gắn lên đầu đó hai chữ mê tín, cũng muốn đem nó lật đổ. Những thứ tiêu chuẩn của hạnh phúc mỹ mãn đã không còn nữa. Chỉ nghĩ ngợi lung tung chính là tà tri tà kiến mà trong Phật Pháp đã nói. Tà tri tà kiến tràn đầy xã hội này thì xã hội
còn tốt được hay không? Đây là trong thuyết pháp mà nói, đây là đề cập đến học vấn tương đối cao thâm. Không chỉ mấy câu nói, mấy giờ đồng hồ thì có thể nói được rõ ràng, có thể nói được tường tận. Chúng ta rất may mắn có thể được sinh ở Trung Quốc, rất may mắn có thể tiếp xúc được giáo dục của Trung Quốc, nhất là giáo dục của Phật Đà. Khiến cho chúng ta đối với sự thật hiện tượng có được ít nhiều lý giải. Chúng ta biết được giáo huấn của Nho và Phật là đáng quý, khẳng định giá trị của nó. Chăm chỉ mà tu hành, chính chúng ta nhất định sẽ đạt được thọ dụng. Cái thọ dụng này, dùng lời hiện đại mà nói, là hạnh phúc, an vui. Do chính chúng ta đạt được, chân thật đạt được, vậy thì mới có lòng tin. Đem cái chính mình đạt được giới thiệu với người khác, chỉ cần họ có thể tin tưởng, họ có thể tiếp nhận, chúng ta phải nên giới thiệu cho họ, xúc tiến cho họ, khiến cho người người ngay trong một đời đều có thể thành tựu hạnh phúc mỹ mãn. Đây chính là giáo hóa chúng sanh của Nho và Phật. Tinh thần, mục đích ở nơi đó. Cho nên, lý không thể không hiểu. Rõ lý, chính Phật giáo gọi là phá vô minh. Phá vô minh là rõ lý. Tu dưỡng không thể không chăm chỉ. Tu dưỡng chính là đoạn phiền não mà Phật đã nói. Người thông thường chúng ta đoạn phiền não rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở vọng tưởng chấp trước của họ không buông bỏ. Vọng tưởng chấp trước vì sao không thể buông bỏ vậy? Lý luận và sự thật không làm được rõ ràng. Sự thật và lý luận làm được rõ ràng rồi, bạn không bảo họ buông bỏ, họ cũng tự nhiên buông bỏ. Tại vì sao vậy? Buông bỏ thì an vui, buông bỏ thì hạnh phúc. Việc này không cần miễn cưỡng, họ tự nhiên liền buông bỏ. Như lần này gặp được một vị đồng tu ở Singapore, ông là nhà kinh doanh, buôn bán cũng tốt, quy mô cũng rất lớn, thế nhưng rất là khổ cực.
Mấy năm gần đây học Phật rồi, mỗi ngày đều nghe đĩa kinh, hiểu rõ được một ít đạo lý, biết được khổ cực đến như vậy không ý nghĩa gì. Ông liền buông bỏ, ông đem cổ phần của công ty ông phân cho một số cán bộ của ông, phân cho mọi người không điều kiện. Vốn dĩ công ty là của một người, bây giờ vừa phân ra liền biến thành của nhiều người. Thế nên ông nói với tôi, ông nói mỗi một người công nhân đều rất nỗ lực, lúc trước thì phải đốc thúc nhắc nhở, bây giờ thì không cần nữa, hiện tại họ người người tự làm lấy. Ông cũng rất thoải mái nên an vui, như vậy mới đúng. Vì sao lúc trước họ không chịu nỗ lực mà làm? Vì bạn mà làm, vì ông chủ mà làm. Còn bây giờ tại vì sao nỗ lực mà làm vậy? Vì chính mình có lợi ích, vì chính mình mà làm. Ông ấy có thể buông bỏ, mà buông bỏ thì an vui. Đây chính là bố thí. Trong mệnh của bạn có được bao nhiêu tài phú? Chiếu theo lý luận của Phật Pháp mà nói, bạn tận lực cho đi, cho đi hết hay không? Không thể hết. Càng cho thì có càng nhiều, càng bố thí thì vô càng nhiều. Trong mình của bạn không có, bạn nghĩ hết cách để giữ lại cũng không thể giữ được. Một ngụm nước, một bữa ăn đều là do tiền định. Hiểu rõ đạo lý này rồi, tại vì sao không chịu buông xả? Hiện tại buôn bán chính mình có thể rất nhẹ nhàng, lại thoải mái, cho mọi người cùng đi kinh doanh, không cần phải lo lắng cho những người này, tự họ sẽ biết lo, do ông được một ít lợi ích của Phật Pháp. Chịu thí, có thể thí. Lúc trước, những người này là công nhân của bạn, hiện tại những người này mỗi mỗi đều là ông chủ. Bạn bố thí cho họ, mọi người chịu ân huệ của bạn, không thể quên được. Người chân thật hiểu rõ được đạo lý này, họ mới chịu làm. Nếu không thì người thông thường họ không chịu làm. Số tiền đó cũng không nhỏ. Nếu tính bằng Mỹ Kim, cũng là mấy ngàn vạn đồng. Ông ấy có thể buông xả. Con người này chính là biết hưởng phước. Đây gọi là cải tạo vận mệnh. Người có nhiều tiền đến như vậy, cả đời bị số tiền này đè chết, bị số tiền này ép chết. Bạn nói xem, loại người này có đáng thương không? Cho nên, đây là chân thật được lợi ích của Phật Pháp. Họ thấu hiểu rồi, họ giác ngộ rồi, thọ dụng cả đời của họ sẽ không bị kém khuyết. Tiền có nhiều hơn, một ngày cũng chỉ ăn ba bữa cơm, cũng chỉ ngủ giường có hai thước, bạn còn có thể hưởng thụ gì hơn? Bạn ở ngay trong một đời này bố thí được càng nhiều, người được ân huệ của bạn nhiều, đó mới gọi là khoái lạc chân thật. Hay nói cách khác, xã hội cùng mọi người đền đáp đối với bạn sẽ càng nhiều. Đây mới là chân thật hạnh phúc mỹ mãn của cả một đời này. Vậy thì lý luận chúng ta có rồi, phương pháp cũng có rồi. Hiện tại gì quan trọng trước mắt chúng ta chính là ba điều kiện mà trên Kinh Di Đà đã nói, gọi là tam tư lương, gọi là tam tư lương tính nguyện hạnh. Chúng ta chân chính tin tưởng, chân chính phát nguyện, chân chính làm theo, vậy mới được. Cho là được. Cái thành ngữ này là xuất phát từ Kinh Phật. Chỉ có cho đi, bạn mới có thể chân thật đạt được. Bạn được rồi, không muốn cho, không chịu cho, nhất định là bạn không nhận được. Cho nên, bạn muốn có được, thì bạn nên dốc lòng cho ra. Sau khi cho thì là được rồi. Không chịu cho, là nhất định không nhận được.
Đời này chúng ta có được là do đời quá khứ. Đó là quả báo do đời trước cho ra. Nếu như bạn nói trí tuệ của bạn rất cao, phương pháp của bạn rất khéo léo, vận may rất tốt, trong xã hội này người có trí tuệ cao hơn bạn rất nhiều, người có phương pháp khéo hơn so với bạn cũng nhiều, người có vận may tốt hơn so với bạn cũng nhiều, tại vì sao họ không thể phát tài chứ? Vậy thì do đây có thể biết cả đời chúng ta giàu sang thông đạt không phải do thông minh, cũng không phải là khéo léo, cũng không phải là vận may. Họ có nhân trước quả sau, họ có quan hệ nhân quả. Đời trước có cái nhân này nên đời này được quả báo tốt. Nếu đời này có thể tiếp tục tu nhân, vì quả báo về sau nhất định càng thù thắng. Đây là chân lý, đây là chân tướng sự thật, gọi là nhân thiện nhất định có quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Nhân duyên quả báo không thể nào sai. Căn cứ vào đạo lý này thì chúng ta sẽ rõ, nếu chúng ta muốn người thế gian đối đãi với chúng ta như thế nào thì chúng ta phải nên đối đãi với họ như vậy trước. Chúng ta hy vọng xã hội đối đãi với chúng ta ra sao thì trước tiên chúng ta phải vì xã hội mà tạo phước. Như vậy mới phù hợp với nguyên lý và phương pháp cải tạo vận mệnh. Trái ngược với nguyên tắc này, nhất định là kết quả ngược lại. Nho cùng Phật dạy cho chúng ta phương pháp cải tạo vận mệnh đều tương đối cụ thể. Đây là chúng ta nhất định phải xem trọng. Nhà Nho dạy chúng ta phải thủ lễ, Phật dạy chúng ta trì giới. Hay nói cách khác, lễ và giới, nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là giữ pháp, giữ quy củ. Lễ thời xưa cùng với giới luật của Phật đã chế định, chúng ta phải nên hiểu tinh thần của nó. Ý nghĩa của nó là ở chỗ nào? Bởi vì quá khứ thời đại đó, phương thức đời sống cùng với hiện tại chúng ta là hoàn toàn không giống nhau. Ý thức hình thái cũng không giống nhau. Do đó, những giới điều đó ở trong xã hội này của chúng ta, thực tế mà nói, không thích hợp. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ tinh thần của nó, ý nghĩa của nó. Căn cứ vào tinh thần của nó, tu đính tha.
thay đổi điều danh, cũng giống như pháp luật thế gian cho đến hiến pháp của quốc gia. Để qua vài năm thì nó cần phải tu đính một lần. Vì sao phải tu đính vậy? Chính là xã hội hiện tại này cùng với mấy năm trước không giống nhau. Điều khoản có rất nhiều không còn thích hợp. Điều khoản pháp luật phải tu sửa. Chính là một số điều khoản trong giới luật cũng phải căn cứ vào nguyên lý, nguyên tắc của nó. Nguyên lý, nguyên tắc không thay đổi. Điều khoản thì có thể thay đổi. Giải thích là có thể đổi mới. Cho nên, giải thích pháp luật có đại pháp quan. Ở thời đại không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, nó có giải thích không giống nhau. Dù giới căn bản của nhà Phật chúng ta, giới căn bản chỉ có 5 điều. Trên thực tế chỉ có 4 điều. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Chỉ có 4 điều. Đây gọi giới căn bản. 4 điều giới này, điều danh là không thể thay đổi. Thế nhưng giải thích có thể có rất nhiều cách giảng không giống nhau. Giải thích của tiểu thừa cùng giải thích của đại thừa là không như nhau. Điều danh như nhau mà giải thích không giống nhau. Việc này chúng ta phải nên hiểu. Do đây có thể biết điều danh của giới luật đều là rất linh hoạt chứ không phải khô cứng. Học Phật, trì giới là vô cùng quan trọng. Gần đây nhất, Thư viện Hoa Tạng Đài Bắc của chúng ta, đồng tu mới xuất gia có 10 vị. Do đó lần này tham gia thọ giới có 10 người. Sau khi trở về đến gặp mặt tôi, tôi liền nói với họ, trì giới là quan trọng. Giới tỳ kheo là không đắc được. Đây là từ trước Đại sư Ngẫu Ích đã nói qua. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, Trung Quốc từ sau khi Nam Tống thì không có tỳ kheo nữa. Giới tỳ kheo nhất định phải là tỳ kheo chân chánh đến truyền thọ, chí ít phải có 5 người, 5 tỳ kheo mới có thể truyền giới. Sau Nam Tống thì không có nữa. Hay nói cách khác, tỳ kheo ở thời đại này đã không có nữa. Có Bồ Tát, có Sa Di. Bởi vì giới Bồ Tát cùng giới Sa Di có thể ở trước mặt của Phật, chính mình phát nguyện thọ giới đều có thể đắc giới. Chỉ riêng giới tỳ kheo nhất định phải có 5 tỳ kheo mới có thể truyền thọ được. Đại sư Ngẫu Ích đã nói với chúng ta, Trung Quốc từ Nam Tống trở về sau thì không có tỳ kheo nữa. Giới tỳ kheo nhất định phải là tỳ kheo chân chánh đến truyền thọ, chỉ ít phải có 5 vị, 5 vị tỳ kheo mới có thể truyền giới. Sau Nam Tống thì không còn nữa. Hay nói cách khác, tỳ kheo ở thời đại này đã không còn nữa. Bồ Tát có, Sa Di có. Bởi vì giới Bồ Tát cùng giới Sa Di có thể ở trước mặt của Phật tự mình phát nguyện thọ trì đều có thể đắc giới. Chỉ riêng giới tỳ kheo nhất định phải có 5 vị tỳ kheo mới có thể truyền giới. Cho nên thân phận của chính chúng ta phải rõ ràng, không nên lầm lẫn. Giới tỳ kheo cái hình thức này thì vẫn phải thọ. Đại sư Hoàng Nhất nói rất hay, thọ ở trên hình thức chúng ta chính mình biết được, không thể đắc giới. Sau khi thọ rồi phải nghiên cứu học tập để tránh người thế gian hiềm khích. Nói là bạn chưa thọ qua giới tỳ kheo thì làm sao có thể xem tỳ kheo giới bổn. Tôi đã thọ rồi, tôi có thể xem, có thể đi học. Học một giới bạn đắc được một giới, học hai giới
thì đắc hai giới. Không chịu chăm chỉ học tập, vậy thì không thể đắc giới. Tuy nhiên, quan trọng nhất là sa di luật nghi. Sa di luật nghi, Đại sư Hoàng Tán, năm đầu nhà Thanh, có chú giải rất rõ ràng. Chúng ta tỉ mỉ đem nó đọc qua một lượt, trong đó gần 2 phần 3 đến 3 phần 4 người hiện tại không thể dùng đến. Phương thức đời sống của chúng ta cùng với những năm đầu nhà Thanh đại khái phải sắp gần 400 năm trước, không giống nhau nữa. Vậy chúng ta làm sao học tập đây? Ở trong chú giải của Ngài trích ra, hiện tại vẫn còn có thể dùng được, chúng ta đem những văn này trích ra. Cho nên tôi liền làm một công việc trích lục Sa Di Luật Nghi Thượng Hạ hai quyển. Quyển thượng là giới luật, 10 điều giới luật. Quyển hạ là 24 oai nghi. Oai nghi dùng lời hiện tại mà nói là quy củ. Đối nhân xử thế tiếp vật phải nên tuân theo quy củ. Chúng ta ở trong quyển thượng trích lục ra 71 điều, quyển hạ trích lục ra 70 điều. Từ trong lời giáo huấn trích lục ra những điều này, chúng ta đi thể hội, chúng ta đi học tập, sau đó chúng ta biết được cách đối nhân xử thế tiếp vật trong đời sống. Làm thế nào hợp tình, hợp lý, hợp pháp, chính mình hạnh phúc an vui, người khác nhìn thấy bạn cũng hoan hỷ không chán ghét bạn, thì mục đích của chúng ta đã đạt đến rồi. Phải bắt đầu từ đây. Ở trong thế gian pháp, cư sĩ Trần Hoàng Mổ trước nhà Thanh đã biên soạn một quyển Ngũ Chủng Di Quy. Quyển sách này hiện nay ở nơi đây chúng ta nghe nói cũng có rất nhiều bộ. Năm xưa khi tôi ở Đại Trung cầu học đạo, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dùng quyển sách này làm thành giáo trình tu thân của chúng tôi, cũng chính là giáo trình tu dưỡng thân tâm. Nội dung rất là phong phú. Ông lấy từ trong kinh luận của nhà Nho, chủ yếu răn dạy đối với người sơ học. Là một quyển sách rất hay. Đương nhiên đây cũng là thời xưa. Nếu chúng ta muốn học tập, muốn ứng dụng ngay trong đời sống, vẫn phải là hạ một chút công phu làm công tác trích lục này. Thế cho nên dùng tiêu chuẩn này làm thành khuôn mẫu cho đời sống chúng ta. Đối nhân xử thế tiếp vật phải nên tuân thủ phép tắc để đạt đến kỳ vọng của chúng ta. Giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt, đạt đến mục tiêu bốn tốt. Từ trên nền tảng này xây dựng ba tư lương tịnh độ: tính, nguyện, hạnh. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây mới là chân thật cứu cánh viên mãn. Chân thật cải tạo vận mệnh,
quyển sách Biểu Phàm Tứ Huấn này công dụng lớn nhất của nó chính là khiến chúng ta hiểu rõ nguyên lý và sự thật của nhân duyên quả báo. Cho nên Ấn Quang Đại Sư trong Cảm Ứng Thiền của Đạo Gia, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, dùng hai quyển sách này đối chiếu với luật để chúng ta sửa lỗi tự làm mới, đoạn ác tu thiện, đạt đến mục tiêu cải tạo vận mệnh này. Đây cũng là phương pháp rất tốt. Ấn Quang Đại Sư là người đầu năm chân quốc, cách giới hiện tại của chúng ta cũng có 80 năm rồi. Trong 80 năm này, thay đổi, biến hóa có thể nói là rất lớn. Do đó, từ khi chúng ta muốn nỗ lực tu học thì cần phải từ trong những điển tích xưa chăm chỉ mà nghiên cứu, tra xét, sửa lại một phần tiêu chuẩn cho phù hợp với người tu học hiện đại của chúng ta. Như vậy mới có tiện ích, đối với chúng ta mới có được sự giúp đỡ chân thật. Tốt rồi, đề mục này chúng ta giảng tới đây thôi. Dường như có một số đồng tu, có một số nghi vấn, sẵn tiện nơi đây chúng ta giải đáp luôn. Vị đồng tu này hỏi 37 phẩm cỡ đạo là nền tảng tu học của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đã là như vậy, vì sao chúng ta dường như không hề nghiên cứu đến 37 phẩm cỡ đạo? Có phải là nền tảng thích hợp với Tiểu học không? Còn lục độ vạn hạnh chính là nền tảng của Trung học, Đại học, phải không? Việc này trong kinh điển của Phật chúng ta cũng đều có nói rõ. 37 phẩm trợ đạo này cũng như 37 khóa mục. Cái khóa mục này là từ tiểu học mãi đến nghiên cứu sở đều không thay đổi. Giống như chúng ta học tập ở trong trường, ví dụ như chúng ta học quốc văn, cái giáo trình này ở trường học Trung Quốc có quốc văn, có Anh văn, có số học, tiểu học có, trung học có, đại học cũng có, cũng giống như tình huống này vậy. 37 phẩm trợ đạo này là ba khóa mục. Tiểu thừa có, đại thừa cũng có. Đại sư Thiên Thai giảng bốn giáo 37 phẩm trợ đạo. Bốn giáo là tạng, thông, biệt, duyên. Vì thì do đây có thể biết đó là đại biểu cho tất cả Phật Pháp, không hạn định ở sơ học, cũng không hạn định ở tiểu thừa. Bốn giáo mà Đại sư Thiên Thai đã giảng, tạng giáo chính là tiểu thừa, thông giáo, biệt giáo, duyên giáo, đó thuần túy là đại thừa. Do đó trong đại thừa cũng là không thể rời khỏi 37 phẩm trợ đạo. Cho nên có thể biết chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Trên Kinh Di Đà nói thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng pháp gì vậy? Vẫn là giảng 37 phẩm trợ đạo. Là đoạn đầu kinh đã nói giảng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, là bốn khóa mục phía sau 37 phẩm trợ đạo. Đây là đại biểu cho tất cả Phật.
Cho nên việc này chúng ta phải nên biết. Cho đến lục độ Tam học, lục độ Bồ Tát vạn hành cũng là không ngoài 37 phẩm trợ đạo, đều bao gồm ở trong đó. Vị đồng tu này hỏi là: xin hỏi sư phụ, con là người ăn chay 6 ngày, không phải quá ngọ, không ăn, bình thường ăn đồ tanh. Sau khi ăn đồ tanh thì súc miệng, vậy thì có thể niệm Phật được không? Niệm Phật là cầu giảng sanh, không luận là y theo tịnh độ ba kinh. Trong tịnh độ ba kinh không có nói người ăn đồ tanh thì không thể giảng sanh, người ăn đồ tanh không thể niệm Phật. Trong ba kinh này không có đoạn kinh văn này. Việc này tìm không thấy, cho nên bạn cứ yên tâm, cứ yên tâm mà niệm. Thế nhưng ăn chay thì đích thực là rất tốt, đặc biệt là người trung niên. Trong xã hội hiện tại này, chúng ta nói đến hoàn cảnh ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Lần này tôi đến nước Mỹ, ở Gia Châu, người đó nói với tôi, các nhà khoa học cận đại cùng nhà khoa học hiện tại đưa ra cảnh báo hoàn cảnh sinh thái địa cầu này của chúng ta đã bị phá hoại nghiêm trọng. Ước tính của các nhà khoa học, nếu như không có biện pháp gì cải thiện, sau 20 năm nữa, nước của chúng ta cũng không thể uống. Trong nước có độc, không khí có độc. Thực tế mà nói, đây là một lời cảnh báo rất nguy hiểm. Nói cách khác, sau 20 năm, trên quả cầu này không còn thích hợp để cho con người cư trú nữa. Ngay đến ăn uống, không khí đều có độc, làm sao mà sống được? Cho nên ngày nay hải dương ô nhiễm, hoàn cảnh tự nhiên ô nhiễm, những loài động vật, thịt của nó đều đã mang độc tố. Do đó, con người ngày nay bị rất nhiều thứ bệnh kỳ lạ. Cái bệnh này từ miệng mà vào đều là do ăn thức ăn không được trong sạch. Vậy thì đồ ăn chay, rau cải phải tốt hơn một chút so với thịt cá. Thế nhưng rau cải cũng bị thuốc trừ sâu, bất cứ thứ gì cũng có độc. Tóm lại tương đối nhẹ một chút mà thôi. Như vậy không giảng sanh thì không được. Càng nhìn thì vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Bằng niệm Phật thì không có gì chướng ngại cả. Ăn đồ tanh, ăn chay niệm Phật đều tốt cả. Không nên cho rằng tôi là người ăn thịt, miệng không thanh tịnh thì không dám niệm Phật, ngay đến cơ hội giảng sanh cũng sẽ bị bỏ qua. Đây mới là việc oan uổng, thật oan uổng. Cho nên tỉ mỉ mà ta xét, kinh thì không có điều này. Ông lại hỏi, con thì một lòng hướng Tây Phương, nhưng chưa ăn được trường chay, vậy có phải chưa được như nguyện không? Nhất định như nguyện. Việc này không nên lo lắng. Ăn tam tịnh nhục có được giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Việc này trên kinh đã trả lời cho bạn rồi. Ba điều kiện để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là tín, nguyện, hạnh. Không hề nói ăn chay hay không ăn chay, không hề nói vấn đề này. Thế nhưng Tổ sư Đại Đức khuyến khích ăn chay. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe của bạn. Còn việc thứ hai là không kết oan nghiệp với chúng sanh. Đó cũng là việc thật. Thế nhưng chúng ta không nói với người mới bắt đầu học. Khi nói với người sơ học, họ sẽ khởi lên phản cảm, họ không thể tiếp nhận. Do đó, ăn thịt của chúng sanh là kết oán cừu với nó. Nên có câu nói rằng, ăn nó nửa cân, tương lai phải trả nó 8 lạng. Đây là một việc rất phiền phức. Do đó, tốt nhất không nên cùng với chúng sanh kết dựng oán cừu này. Đồng thời, ở trong bố thí giảng, chúng ta ăn chay chính là bố thí vô úy, không làm khổ chúng sanh.
đó chính là bố thí chú ý. Quả báo này là khỏe mạnh sống lâu. Vị đồng tu này hỏi, khi niệm Phật tham thiền trì chú, có lúc trong lòng có vọng niệm, phải dùng phương pháp gì để trừ đi? Phương pháp niệm Phật tham thiền trì chú không giống nhau, mục tiêu là giống nhau, đều là được định. Tham thiền là đắc định, niệm Phật là được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Trì chú là phải được tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng vẫn là thiền định, chỉ là danh từ dùng không giống nhau. Cảnh giới công phu đó hoàn toàn giống nhau. Thế cho nên nếu muốn trừ vọng niệm vẫn là dùng một phương pháp, dùng nhiều phương pháp thì sẽ gặp khó. Một phương pháp dễ dàng hơn. Nếu bạn tham thiền thì bạn nên một mực đi tham thiền. Nếu như là niệm Phật thì chuyên tâm niệm Phật. Không nên giống như một số người hiện nay nói thiền tịnh song tu. Ở đây bạn là thiền tịnh mật tam tu. Tam tu thì tương đối khó, chuyên tu thì tương đối dễ. Vậy thì nếu yêu cầu đến hiệu quả, chân thật được hiệu quả mà nói, lý luận phải rõ ràng. Không nên hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại. Nhất định phải phá nghi sanh tính. Một môn thâm nhập. Vậy thì tương đối dễ dàng. Trên lý luận rõ ràng rồi. Như tôi vừa rồi đã nói, một số đồng tu ở Singapore, họ có thể đem tài vật của họ cho đi. Tâm của họ định rồi, tâm an rồi. Chính là nói, bạn phải buông bỏ, không buông bỏ được, chính là chướng ngại. Con người sống ở thế gian, phải sống rất an vui, trải qua ngày tháng rất tự tại, trải qua rất hạnh phúc. Vậy mới là cuộc sống. Nếu như ngày ngày trải qua rất khổ sở, cho dù có tiền của, đó cũng chẳng phải là ngày tháng của con người trải qua, đó gọi là khổ. Việc này phải giác ngộ. Cho nên tiền của không nhất định mang đến cho bạn hạnh phúc. Người chân thật hạnh phúc, về tiền tài đủ dùng, vậy thì rất hạnh phúc rồi. Tôi mọi thứ đều không khiếm khuyết thì rất hạnh phúc rồi. Không cần mọi thứ phải chất đầy như núi, vậy cũng không ích gì. Bạn hưởng dụng cũng không hết, hưởng dụng không đến. Tại vì sao không phân cho mọi người cùng hưởng? Vậy thì chân thật hạnh phúc an vui chỉ chính ở ngay một niệm. Cho nên trong nhà Phật gọi cho là được. Chỗ này là triết lý cao thâm, đạo lý rất sâu xa. Vậy nên xả ra. Xả tài được tài phú, xả pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Đây là đạo lý đương nhiên. Vị đồng tu này hỏi, tri kiến lập tri là vô minh bổn. Câu nói này là lấy ra từ trong Kinh Lăng Nghiêm. Vậy thì ở trong cuộc sống thường ngày, làm việc nghiên cứu, phát triển, nhất là xử lý vấn đề nhân sự, phải làm như thế nào mới có thể không bị rơi vào tri kiến lập tri, giảm thiểu vô minh phiền não? Những cái này vừa rồi tôi đã nói đều là trên sự. Chỗ này tri kiến lập tri, đó là gốc vô minh, là trên lý mà nói. Hơn nữa còn là lý rất sâu, là lý rất căn bản. Vấn đề này nếu được giải quyết thì bạn liền thành Phật. Bồ Tát cũng còn làm chưa được,
đây là thành Phật mới có thể làm được. Cho nên vấn đề này, bạn trung thực niệm Phật khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vấn đề này tự nhiên liền được giải quyết. Nếu không đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vấn đề này không cách nào giải quyết. Giả như bạn nói trong xử lý nhân sự giảm thiểu phiền não, đây là ở trên sự, vẫn còn chưa bước đến được lý luận của căn bản này. Cách cái tướng này rất xa xử lý nhân sự giảm thiểu phiền não. Chỉ cần có thể làm được bình đẳng, công chánh, lấy Phật Pháp mà nói, chân thật làm đến được thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì bạn sẽ làm được rất tự tại, liền có thể giảm phiền não. Nhất định phải làm đến công bình, công chánh. Việc này rất then chốt, rất quan trọng. Bi điền bố thí và kính điền cúng dường, làm sao có thể phân biệt công đức thì luận giải như thế nào? Bi ở đây, bi là thương xót, đồng cảm. Ở trong kinh, Phật đã nói với chúng ta có ba loại từ bi. Loại một là ái duyên từ bi. Người mà tôi thích thì tôi đối với họ từ bi. Người mà tôi ghét, không ưa thì tôi không từ bi đối với họ. Đây là phàm phu. Không thể nói phàm phu không có từ bi. Làm cha mẹ đối với con cái đều rất từ bi thì gọi là ái duyên từ bi. Vì sao họ từ bi vậy? Vì thích người đó mà. Đây là phàm phu. Thế nên người tu hành thông thường lòng từ bi lớn hơn một chút, gọi là chúng sanh duyên từ bi. Không thấy được có quan hệ với bạn, thế nhưng khi nhìn thấy bạn có khổ nạn, họ đích thực đến giúp đỡ bạn. Đây là chúng sanh duyên từ bi. Phật và Bồ Tát thì gọi là đại từ bi. Đại từ bi là không có điều kiện. Từ bi không điều kiện. Cho nên ba loại tâm này không giống nhau. Cũng đâu là tu bố thí mà được quả báo thì không như nhau. Quả báo lớn nhỏ là tùy theo tâm lượng của bạn mà không giống nhau. Vì người có tâm lượng càng lớn thì quả báo càng lớn, càng thù thắng. Do đó, nó tùy theo tâm lượng mà thay đổi. Không phải là tùy theo bạn bố thí nhiều hay ít. Không phải ở trên sự tướng, mà là tùy theo tâm lượng. Kính điền cúng dường, vậy thì càng không giống. Bởi vì trong bố thí, không thấy được có tâm cung kính. Lấy chí thành cung kính để tu bố thí này mà nói, cái bố thí đó gọi là cúng dường, là Bồ Tát Phổ Hiền tu. Quảng tu cúng dường là trong 10 nguyện Phổ Hiền. Vậy thì trong Bồ Tát Lục Độ là bố thí, Bồ Tát Phổ Hiền là cúng dường, cũng chính là cho Bồ Tát dùng tâm bi để tu. Bồ Tát Phổ Hiền là dùng tâm rất chân thành, rất cung kính để tu. Cho nên quả báo là khác nhau. Dụng tâm rất cung kính, bố thí một chúng sanh cùng cúng dường một vị Phật là giống nhau. Phải tôn kính như vậy, quả báo của họ là thành Phật, cứu cánh viên mãn. Cho nên không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Đạo lý chính tại chỗ này. Căn cứ theo lịch sử nói, địa cầu là tròn, tuyệt nhiên không phải Phật phát hiện, cũng không có bất cứ cuốn kinh nào có thể chứng minh Phật biết địa cầu là tròn. Nếu không, lịch sử phải viết lại Phật đã không thấy rõ diện mạo thật của thế giới Ta Bà, cái gọi là thế giới Cực Lạc, thì làm sao đáng tin? Không thể tin tưởng là đáng được tán thán. Tại sao vậy? Nếu như bạn vừa nghe liền tin tưởng rồi, vậy lời của Phật nói, Phật đã nói cái pháp này là khó tin, thì có cái gì khó tin đâu? Các vị đều đã tin hết rồi, cho nên không tin tưởng là thật.
không tin tưởng là đúng, phủ định là đúng. Tuyệt đại đa số, trong một vạn người, 9.999 người đã phủ nhận, không thể tiếp nhận. Chỉ có một người có thể tiếp nhận. Tại vì sao có thể tiếp nhận vậy? Vì người tiếp nhận đó là người kỳ quái, không phải là người bình thường. Người bình thường không thể tiếp nhận. Cho nên người đó phải rất kỳ quái, con người đó rất không bình thường. Chúng ta đọc Phật Kinh rồi, đọc Vô Lượng Thọ Kinh rồi mới hiểu rõ. Chỉ có hai loại người có thể tin tưởng. Một loại là thượng căn lợi trí. Họ vừa nghe, họ liền hiểu rõ. Loại người này thì rất ít, rất hy hữu. Ngoài ra còn một loại người nữa là thiện căn của họ. Từ nhiều đời, nhiều kiếp, trong quá khứ đã chín mùi. Việc này Phật ở trên kinh nói. Chúng ta đọc qua trong kinh Vô Lượng Thọ, Dương Tử A Xà và 500 đại trưởng giả tử, trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Cho nên bạn có thể biết được, mà chân thật có thể tin, thì tiền các người này thật là quá lớn. Do đó đây là một việc hiếm thấy. Chúng ta đem thông minh tài trí của chính chúng ta, trắc nghiệm trí tuệ của chư Phật Bồ Tát thì rất khó, vô cùng khó. Việc này bạn tin thì rất tốt, không tin tưởng thì tôi vừa rồi đã nói là một hiện tượng rất bình thường. Đây là tuyệt đại đa số người đều có cách nhìn như vậy. Nếu như chúng ta chăm chỉ tụng kinh và niệm Phật, thế nhưng đau đầu và không cách gì ngủ được, nguyên nhân do đâu? Công phu tụng kinh niệm Phật của bạn vẫn chưa đủ. Đó là thật. Công phu tụng kinh niệm Phật đủ rồi, không những đầu không còn đau, mà bao gồm tất cả bệnh đau khác cũng không còn. Đây chính là chúng ta nói thay đổi và cải tạo thể chất. Lý luận ở đâu vậy? Ở trên kinh Đại Thừa Phật thường nói tất cả pháp do tâm tạo ra, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là Phật đem nguyên lý này nói cho chúng ta nghe. Thân thể của chúng ta là tùy theo ý niệm của chúng ta mà thay đổi. Cho nên tâm người thanh tịnh thì thân của họ liền thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì thân không thanh tịnh. Cái tâm này của bạn rất nhiều vọng niệm, rất nhiều phiền não, thì thân thể này của bạn nhất định không khỏe mạnh, liền sẽ có rất nhiều bệnh tật. Tâm thanh tịnh, cái thân này liền thanh tịnh, sẽ khỏe mạnh, sống lâu. Đây là đạo lý nhất định. Niệm kinh, niệm Phật chính là luyện công phu cho tâm thanh tịnh. Đem cái vọng tưởng tạp niệm này của bạn niệm cho tiêu hết, hồi phục lại thanh tịnh. Do đó, đích thực là có thể tiêu trừ tất cả bệnh khổ. Vị đồng tu này hỏi, kinh Phật có tác quyền sở hữu, không cho phép in dịch thì không đọc. Nhưng nếu như bản quyền giao cho cơ cấu Phật giáo làm việc từ thiện, là kinh Phật có thể đọc không? Ý của bạn tôi hiểu. Không đọc kinh Phật có tác quyền, không cho phép in dịch, đây là việc của cá nhân tôi, không phải là việc của đại chúng các vị. Tôi cũng không khuyên các vị không đọc. Đó là việc của cá nhân tôi. Việc này tôi nói rất nhiều. Tôi xem sách, trước tiên xem tờ bản quyền, nếu có mấy chữ này là tôi không đọc. Tôi không có bảo các vị không xem. Việc này phải hiểu cho rõ ràng. Ban từ thiện trong cơ cấu Phật giáo
tốt nhất cũng không cần phải in bản quyền sở hữu và được in sang. Bởi vì bạn in mấy chữ này lên, cái gì từ thiện của bạn đó chính là vừa rồi mới nói là từ thiện ái duyên tự, không phải từ thiện của Đại Từ Bi. Từ thiện của Đại Từ Bi, Phật chính là một tấm gương, chính là một tiêu chuẩn. Bạn xem Phật ở trên sau mỗi bộ kinh đều khuyên mọi người lưu thông. Phật không hề nói cái này có bản quyền không được phép lưu thông, đều khuyên mọi người lưu thông công đức vô lượng. Vậy mới là chính xác. Không nên sợ quyền trước tác này của tôi giao cho người rồi thì lợi ích của tôi không có. Vậy thì sai rồi. Lợi ích của bạn là vô lượng vô biên, công đức vô lượng vô biên. Nếu như bạn hạn chế nó, phước báo và công đức này của bạn cũng sẽ bị hạn chế. Bạn nhất định không cách gì vượt qua mức độ của bạn. Bạn có thể đem mức hạn chế này bỏ đi mà nói, cái công đức phước đức này chân thật là vô lượng vô biên. Vì sao gọi là niệm Phật Tam Muội? Đại khái là bạn muốn hỏi cái gì gọi là niệm Phật Tam Muội. Đại khái là cái ý này. Tam Muội là tiếng Ấn Độ, dịch thành tiếng Trung Quốc gọi là chánh thọ, chính là hưởng thọ bình thường. Đây là chánh thọ, cũng dịch là thiền định. Bởi vì thiền định là hưởng thọ bình thường, chính là ở trong tâm, không có ưu tư, không có phiền não, không có bận tâm, không có vọng tưởng. Cái hưởng thọ này là bình thường. Hễ bạn có vọng niệm, có phiền não, có ưu tư, có bận tâm, cái hưởng thọ đó chính là không bình thường. Vậy thì niệm Phật Tam Muội là dùng phương pháp niệm Phật để đạt đến cảnh giới này, nên gọi là niệm Phật Tam Muội. Cho nên niệm Phật Tam Muội này là một danh từ phổ thông. Bất cứ tông phái, bất cứ pháp môn nào, sự tu học đến cái cảnh giới này đều gọi là Tam Muội. Nên chúng ta dùng niệm Phật A-di-đà, dùng chấp trì danh hiệu, cái phương pháp này để đạt đến cảnh giới này thì gọi là niệm Phật Tam Muội. Việc này ở trong kinh A-di-đà gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là niệm Phật Tam Muội. Vị đồng tu này hỏi, đã không tin thế giới Tây Phương là việc rất bình thường, vậy thì tín nguyện hạnh làm sao được đầy đủ? Ai là người có thể giảng sanh? Người giảng sanh có thể giảng sanh, người không thể giảng sanh thì không thể giảng sanh. Người tin thì có thể giảng sanh, người không tin thì không thể giảng sanh. Bạn không tin, còn có những người khác tin. Cho nên vừa rồi đã nói, một vạn người có 9.999 người không tin, không thể giảng sanh. Còn có một người tin tưởng thì họ có thể giảng sanh. Vậy thì Phật nói kinh này chính là vì một người đó mà nói. Việc này các vị đồng tu nhất định nên biết. Cho nên Phật ở trong 49 năm nói pháp 49 năm đã nói ra rất nhiều kinh điển phương pháp, chính là ứng với các loại căn tánh không giống nhau. Bạn thích loại pháp môn nào, Phật liền dạy cho bạn pháp môn đó. Bạn thích làm một người tốt, Phật liền dạy cho bạn phương pháp làm người tốt. Bạn thích bạn tin tưởng, còn có trời, thích lên trời, vậy thì Phật liền dạy cho bạn phương pháp lên trời. Phật là ứng cơ ban giáo. Chúng ta xem qua một lượt tất cả kinh giáo, Phật từ trước chưa hề miễn cưỡng một người nào bảo bạn tu pháp gì, không có. Việc này chính là từ bi chân thật. Bạn muốn học cái gì thì Ngài liền dạy cho bạn cái đó. Cho nên Phật là ứng cơ ban giáo. Phật không miễn cưỡng, không chủ động khuyên bạn tu pháp môn gì hay yêu cầu bạn phải làm thế nào, không có. Chúng ta đã khắp Đại Tạng Kinh, Phật chưa từng miễn cưỡng người nào. Phật tùy thuận ý nguyện của tất cả chúng sanh mà đến dạy bảo, đến khiến bạn tự mình hy vọng nguyện vọng này có thể đạt đến viên mãn. Việc này là khiến chúng ta cung kính nhất đối với Phật và rất bội phục. Cho nên giống như vấn đề này, ai giảng sanh, ai không giảng sanh, chúng ta đã không tin tưởng, không cầu pháp môn này, vậy thì người khác học cũng không có liên can gì tới mình. Ai tin thì người đó đi, như vậy thì tốt rồi.
trong lòng chúng ta thoải mái tự tại. Nhìn thấy người giảng sanh cũng hoan hỷ, nhìn thấy người không giảng sanh cũng hoan hỷ. Như vậy thì quá tốt rồi, không nên vì việc này mà đi phiền não. Vậy thì sai rồi. Tốt rồi, có vấn đề gì cần hỏi không? Thời gian vẫn còn đến 15 phút. Vấn đề này rất lớn. Đây là đại sự, đại nhân duyên. Ông ấy hỏi tôi lúc nào thì có thể bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Vấn đề này rất lớn. Trong Phật Pháp gọi là nhân duyên. Hoa Nghiêm là một bộ kinh lớn trong Phật Pháp. Thế nên phân lượng của bộ kinh này rất rộng. Giảng một thiên phải có thời gian rất dài. Giảng không dễ dàng, nghe cũng không dễ dàng. Giảng và nghe đều rất là khó. Việc này Trung Quốc từ trước đến nay đối với Pháp hội giảng kinh đều có rất nhiều. Pháp hội này cũng không hề ghi chép. Chỉ riêng giảng kinh Hoa Nghiêm đều có ghi chép. Có thể thấy đây là lịch đại rất xem trọng đối với bộ kinh này. Vậy thì kinh này nếu giảng qua một lượt, nếu một ngày giảng 2 giờ đồng hồ, phải giảng 4 năm mới có thể giảng viên mãn. Cho nên tương đối không dễ dàng. Ngay trong một đời có cơ hội có thể nghe một bộ Hoa Nghiêm hoàn chỉnh, đó là phước báo rất lớn. Việc này vì sao chờ đợi cơ duyên. Cho đó nếu giảng kinh này tôi phải ở nơi đây 4 năm, không thể đi đâu. Nếu đi lại đây đó mà nói, vậy thì thời gian này không biết phải kéo dài tới bao lâu. Tất cả pháp đều do duyên. Khi có duyên thì có thể giảng bộ kinh này. Kinh văn này dường như nơi đây chúng ta lưu giữ hơn 100 quyển, hơn 100 bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh văn đã có. Kinh Hoa Nghiêm có một chú giải rất hay: sớ luận soán yếu. Là trước đời nhà Thanh, đại sư Đạo Chiêm ngày trước tác, là ngài đem sớ sao của đại sư Thanh Lương cùng hợp luận của Lý Trượng Giả, hợp hai loại chú giải này lại, viết thành quyển Soán Yếu này. Quyển này giáo hội Đạt La Tư đã từng in qua. Vì vậy chúng tôi in quyển sách này, chọn ra quyển Phổ Huệ Tạng Kinh, chữ tương đối nhỏ, in thành một quyển sách, có thể nói là rất dày. Năm nay tôi nói với Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà của Đài Bắc, thế nên hiện tại chúng ta có được một loại, chính là quyển của Cổ Sơn, quyển của chùa Dũng Tuyền Cổ Sơn Phước Châu. Vị thiền sư Đạo Chiêm này ở vào thời Càn Long, ngài đã trụ trì qua ở Cổ Sơn. Trước tác này của ngài cũng là ở nơi đó mà hoàn thành. Quyển của Cổ Sơn khắc chữ lớn, chữ lớn gần bằng một phân, chữ to như vậy. Quyển sách cũng lớn. Hiện tại chúng ta chuẩn bị năm nay đêm đó phiên ấn ra, thế nên đương nhiên chúng ta có thể thu nhỏ lại. Quyển sách tuy thu nhỏ rồi, thế mà chữ của nó vẫn còn tương đối lớn, vẫn có thể xem được rõ ràng. Sau này khi đọc tụng hoặc là khi giảng giải thì sẽ thuận tiện rất nhiều. Tôi bảo họ in 1.000 bộ. Do vì Đại Kinh người nghiên cứu xem tương đối ít, chỉ in 1.000 bộ. Chị Đồng Tu này hỏi, như thế nào mới được xem là tâm chí thành? Câu hỏi này rất hay. Thế nhưng tâm chí thành rất khó. Bởi vì tâm chí thành đến cực điểm rồi,
thì gọi chí thành. Chân thành đến tột cùng, tâm chân thành vừa hiện tiền, vậy thì chúc mừng bạn. Trong kinh Phật đã nói, viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Tâm chí thành này hiện tiền rồi. Vậy thì do đây có thể biết, trước viên sơ trụ, trước biệt sơ trụ đều không phải là tâm chí thành. Nếu bà muốn hỏi tâm chí thành dáng vẻ như thế nào, tiêu chuẩn đó ở trên kinh Kim Cang chính là dáng vẻ của tâm chí thành hiện tiền. Đây là Phật đã giảng rất rõ ràng. Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì chẳng phải Bồ Tát. Mà còn có bốn tướng, đó chẳng phải là tâm chí thành của Bồ Tát hiện tiền. Họ cũng là Bồ Tát. Bạn ở trong biệt giáo mà nói, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng của biệt giáo, đó đều là Bồ Tát. Thế nhưng đó đều không có tâm chí thành. Tâm chí thành chưa hiện tiền. Tâm chí thành hiện tiền, họ chính là Bồ Tát sơ địa trở lên, liền đã đăng địa. Đăng địa rồi thì bốn tướng không còn, bốn thấy cũng không còn. Nửa bộ sau của kinh Kim Cang là Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì chẳng phải Bồ Tát. Cho nên bốn tướng bốn thấy, thấy đều không còn. Cái tâm chí thành này hiện tiền. Chỉ cần có những thứ này tồn tại thì tâm chí thành không hiện tiền. Tăng Quốc Phàn đối với chí thành này, giải thích của ông nói là một niệm không sanh, đó là thành. Trong tâm một niệm cũng không còn, đây là thành. Có niệm thì không thành. Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh đã nói, vốn dĩ không một vật, đó là thành. Có một vật thì không thành. Cho nên đây là cảnh giới rất cao. Hôm nay chúng ta có thể trung thực niệm Phật. Thực tế mà nói, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bổn nguyện oai thần gia trì của Phật A Di Đà, khiến chúng ta rất nhanh tâm chí thành này có thể hiện tiền. Việc này so với chính mình tu phải nhanh hơn rất nhiều. Cho nên pháp môn Tịnh Độ gọi là pháp môn dị lực. Chính mình phát nguyện, Phật Bồ Tát oai thần gia trì. Lúc này vẫn còn mấy phút. Vị đồng tu này hỏi ý nghĩa của việc đới nghiệp giảng sanh. Việc này sau khi học Phật, ở trong vô tâm mà tạo nghiệp thì thế nào? Có phải là khi lâm chung sẽ gặp chướng ngại không? Tạo nghiệp thật là chỉ sợ khi lâm chung bị chướng ngại. Cho nên phải tận lực, chú tâm cẩn trọng, để tránh tất cả lỗi lầm. Như vậy mới đúng. Vô ý mà tạo tác thì sức chướng ngại này cũng tương đối nhẹ, không có mạnh lắm. Cố tâm mà tạo tác, vậy thì sức chướng ngại rất mạnh. Vô ý mà tạo tác thì sức chướng ngại cũng nhẹ. Thế nên nếu như chăm chỉ niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, Phật lực gia trì, thì có thể đến khi lâm chung không có chướng ngại.
mà lâm chung không có chướng ngại, thì đích thực là chúng ta đã thấy qua rất nhiều người. Việc này nếu dùng các tôn giáo khác mà nói, đây chính là kiến chứng. Rất nhiều người như vậy đến làm kiến chứng cho bạn, vậy mà bạn còn không tin, thì không còn cách gì nữa. Những năm khi chúng tôi ở Đài Loan, người niệm Phật giảng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, khi lâm chung không có bệnh, không sanh bệnh, biết được chính mình hôm nào thì đi. Giống như đoàn trưởng đoàn niệm Phật Liên Hữu Đài Bắc, lão cư sĩ Lý Tế Hoa, hôm lão cư sĩ Lý giảng sanh, gặp lão thái thái ở Cựu Kim Sơn, hôm đó bà có mặt tại hiện trường, ngay hiện trường nhìn thấy. Ông đã hơn 80 tuổi. Ông ở trước lúc đó 2 tháng, đã biết được ngay ngày hôm đó ông sẽ ra đi. Cho nên, những người thân thích và bạn bè của ông đều đến xem thấy đến sau cùng, cũng như nói từ biệt. Ông cũng không nói rõ với mọi người. Cái hôm đó, ông đi đến cùng tu với đoàn niệm Phật. Ông cùng với vợ của ông ngồi xe ba bánh đến đoàn niệm Phật. Ông nói với vợ của ông, tôi giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn một mình bà có cảm thấy buồn tẻ hay không? Vợ của ông cũng là một Phật giáo đồ thuần thành, không biết được ngày hôm đó là ông ấy đi, nên nói ông có thể giảng sanh là chuyện quá tốt, ông không cần phải lo lắng cho tôi, liền trả lời một mạch như vậy. Đến đoàn niệm Phật tham gia cùng tu, họ cùng tu, cũng đồng với đã Phật thất một cây hương. Trong đó có giảng khai thị. Khai thị này là mấy vị lão cư sĩ họ giảng, đó là đạo tràng cư sĩ, không có người xuất gia, luân lưu giảng khai thị. Hôm đó là lão cư sĩ Ngụy giảng. Lão Ngụy cùng với ông cũng rất thân. Ông nói với lão Ngụy, tôi muốn đổi buổi giảng với ông, thời gian hôm nay nhường cho tôi. Thời gian lần sau của tôi thì ông giảng. Khi ông lên bục giảng khai thị thì giảng hết 1 giờ rưỡi. Vốn chỉ khai thị chỉ giảng nửa giờ thôi. Ông giảng một mạch 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hết lời khuyên bảo, khích lệ các đồng tu phải cố gắng niệm Phật. Sau khi ông giảng xong nói với mọi người, tôi phải quay về nhà. Mọi người cho là ông rất mệt. Giảng hết 1 tiếng rưỡi, hơn 80 tuổi rồi, giảng hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thế nên sau khi ông xuống rồi, ở bên cạnh đoàn niệm Phật của họ có một phòng khách nhỏ, ông vừa ngồi lên ghế sofa thì liền giảng sanh. Thì ra ông đi về nhà là về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có bệnh. Bạn xem khi lâm chung giảng hết 1 tiếng rưỡi, âm thanh vang vọng, không nhìn thấy chút mệt mỏi. Cam lão thái thái đánh khánh trợ niệm hôm đó là mẹ của Cam Quế Huệ, đây là chính mắt nhìn thấy. Cho nên việc giảng sanh này là thật, không phải là giả. Vào năm Dân Quốc, năm 57, Hương Tướng Quân Đại Nam có một lão thái thái đứng mà giảng sanh. Vì lão thái thái này niệm Phật chỉ mới niệm có 3 năm. Cái nhân duyên này của bà là do con dâu bà. Bà cưới được cô dâu này niệm Phật A-di-đà. Vì lão thái thái này rất là từ bi. Vì trước thì bà cúng thần, bất cứ thần gì, thần giáo bà đều cúng, là một cụ già tốt. Bà cưới cô con dâu này học Phật, liền khuyên bà không nên đi bái nhiều thần. Trong nhà thiết lập một Phật đường, chuyên lại Phật A-di-đà, chuyên niệm Phật A-di-đà. Nói với bà, thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi rất tốt. Vị thái thái này thiện căn rất lớn, bà liền nghe theo. Từ đó về sau ở trong nhà chuyên niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Bà chỉ niệm 3 năm. Vào hôm giảng sanh, hôm ấy là buổi tối khi chuẩn bị ăn cơm, con trai và con dâu rất hiếu thảo. Bà đã dặn bảo con dâu, bà nói, các con ăn cơm tối trước đi, đừng đợi mẹ, mẹ còn phải đi tắm. Bà không nói gì khác. Thật là bà có đi tắm, thế nhưng các con bà vẫn chờ đã rất lâu, đợi bà đợi hoài mà không thấy bà ra. Cuối cùng vào bên trong để xem,
Thật là bà đã có đi tắm. Trong nhà bà có một Phật tượng nhỏ. Thấy bà tắm xong đã mặc áo lam, đứng ở trước Phật tượng. Gọi thế nào bà cũng không đáp lại. Quan sát kỹ thì thấy bà đã giảng sanh rồi. Bà đứng mà ra đi. Chúng ta có thể biết được bà không nói với mọi người, vì sợ người nhà của bà quấy nhiễu. Bạn xem, đi được tự tại tới như vậy. Sự việc này rất nhiều người ở miền Nam Đài Loan còn ghi nhớ rất rõ ràng. Tôi năm 58 ở Phật Quang Sơn. Khi Pháp Sư Tinh Dân vừa khai sơn, ngày mời tôi làm chủ nhiệm giáo vụ. Tôi ở Phật Quang Sơn, là một người công nhân ở Phật Quang Sơn nói với tôi. Anh là người hàng xóm với Hương Tướng Quân. Anh nói với tôi sự việc này, khuyên chúng tôi niệm Phật. Anh nói niệm Phật giảng sanh là thật, anh tận mắt nhìn thấy. Lão Thái Thái là người hàng xóm rất quen với anh, chính mắt nhìn thấy bà giảng sanh, không hề bị bệnh, đứng mà ra đi. Tốt rồi, thời gian đã hết, hôm nay chúng ta giảng tới đây thôi. No.